Vâng, kính thưa quý vị, nếu như những người đàn ông đã có vợ mà còn đi cặp bồ thì hạnh phúc gia đình sẽ về đâu? Hôm nay chương trình Chuyển động 24 giờ chúng tôi xin phép được nhắc tên đến anh Nguyễn Trọng Hưng, một chàng trai đạo diễn. Như chúng ta đã biết, trên các mạng diễn đàn và các fanpage lớn đều chia sẻ về một chàng trai Nguyễn Trọng Hưng. Và chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem chàng trai Nguyễn Trọng Hưng này là ai. Và các bạn nếu muốn tìm hiểu chàng trai Nguyễn Trọng Hưng này chi tiết là ai thì mời các bạn lên Google, bởi vì tôi đéo biết anh này là ai. Tôi biết rằng trên thế giới điện ảnh.vn đã có một cái tít: đạo diễn Nguyễn Trọng Hưng đã nói khi nào đủ chín tôi sẽ làm phim điện ảnh. Và chúng ta hãy cùng xem bộ phim của chàng trai Nguyễn Trọng Hưng này với tiêu đề là 10 con giáp thứ 13 xấu vãi trưởng. Ok. Và vì sao tôi lại nói là con giáp thứ 13 xấu vãi trưởng luôn? Thực ra tên bộ phim này tôi đặt chưa hay đâu, nhưng mà chúng ta hãy cùng xem nó xấu đến đâu. Bên tay trái màn hình các bạn đang nhìn là vợ của chàng trai Nguyễn Trọng Hưng, một cô gái môi trắng, má hồng, mắt bổ câu, lông mày lạ liễu, mặt trái xoan. Diện cho mình một bộ trang phục truyền thống, nét đẹp của những người con gái Việt Nam là bộ trang phục áo dài truyền thống. Và phân tích về cơ thể thì cô gái này, vợ chàng trai Nguyễn Trọng Hưng, ngực tấn công, mông phòng thủ, eo thon. Và bên tay phải các bạn đang nhìn là một cô gái rất là xấu, mà bộ mặt còn biểu hiện cái sự là rất đầu gấu, tay thì chỉ. Và cùng nhìn khuôn mặt xem. Nét về hai cái khuôn mặt này thì là có sự tương đồng với nhau, sự chênh lệch với nhau không hề nhẹ. Cô bên gái bên trái thì đẹp như thiên thần, cô bên tay phải đẹp như một ác quỷ. Và có thể là cô bên tay phải, cô bồ cũng đẹp, nhưng mang cho mình một nét đẹp rất là rừng rú, nét đẹp rất là hoang dại. Và nét đẹp mà người trần mắt thịt chúng ta không thể chiêm ngưỡng được, gọi đẹp nét là hoang dại. Mắt thì trợn lên liếc sang bên tay phải, môi thì xấu quá, xấu quá. Mà tôi thật tôi không ưa cái xấu, nên tôi chỉ biết rằng anh em tự thẩm cái xấu ra đi. Nếu là vợ mình và một bên vợ bên bồ, các bạn chọn ai? Tôi thật luôn, thà rằng vợ xấu đi cặp bồ với gái xinh còn ok. Vợ xinh đi cặp bồ với gái xấu thì ở đây động cơ nó là gì? Đéo hiểu luôn, thực sự bản thân tôi đéo hiểu động cơ là gì luôn, nó rất là xấu. Thôi trở lại câu chuyện, chúng ta xem bộ phim của chàng trai Nguyễn Trọng Hưng này đóng nó như nào. Mời các bạn đón xem. Và trên màn hình các bạn đang nhìn là hội thoại của giữa chàng trai Nguyễn Trọng Hưng nhắn tin với bồ. Anh về nhà chưa? Làm gì rồi? Anh vừa về, nhớ em quá. Không ở viện với vợ cơ à? Mà nó nhớ em. Vợ xảy rồi, anh không muốn ở đó thêm làm gì nữa. Đoạn này thực sự rằng tôi thấy đọc đoạn này hơi khó chịu. Thực sự là bản thân mình khó chịu. Thực sự rằng tôi cũng đéo hiểu tại sao luôn. Vợ thì bị sảy thai, đang ở viện, thì đéo quan tâm đến vợ, mà lại quan tâm đến con bé vừa xấu vừa dở ở đây nhưng để làm cái gì. Thực sự rằng đến khi và rơi vào một hoàn cảnh là tôi thật, bất kể một người đàn ông nào thôi, nó mới trách nhiệm một người làm chồng, một người làm cha. Thì khi mà gặp trường hợp như thế thì sẽ cần phải luôn là ở bên vợ mà quan tâm, động viên đến vợ. Có thể là những người đàn ông chúng ta không cảm nhận được nỗi đau nó nhiều như nào, nhưng người phụ nữ nó cảm nhận nỗi đau rất là da diết, thực sự rất là da diết. Mời... Qua rồi thì thôi anh ạ. Mai đi làm qua em nấu cơm cho anh ăn nhé. Yêu thế, mai nấu món gì nào, thực sự luôn. Vợ thì vừa sảy thai vẫn còn ngồi nhắn tin với gái được. Tôi nghĩ đoạn này thực sự anh em, tôi nói thật anh em tôi phân tích lại này. Đoạn này tôi nghĩ nó chỉ là một bộ phim thôi. Đoạn này nó chỉ là một kịch bản bộ phim thôi, chứ ngoài đời đéo có chuyện này thật xảy ra đâu. Hôm trước cơm báo ngư rồi mà. Mai muốn ăn gì em chiều này. Anh muốn ăn em. Và thực sự đoạn này thì chàng trai Nguyễn Trọng Hưng của chúng ta thì đã selfie một tấm mình ở trong nhà tắm và gửi cho cô gái trong trạng thái là rất là bán khỏa thân. Và chúng ta hãy cùng ngồi phân tích xem cái cơ thể là thực sự là tôi nhìn là người này chả ra gì. Cao thì chả cao. Ngực tập cũng lười vận động. Ông này cũng thuộc lại đéo tập thể hình. Lười. Người cao là cao. Mà cái tướng này tôi nghĩ súng ống đéo ăn thua. Vợ ở nhà thì ngon như thế thì không biết đường quan tâm lại còn tôi, thật tôi phải đập tay vào trán tôi luôn, là tôi đéo hiểu luôn. Anh
qua M3 với em đi, đang uống rượu một mình này. Em đợi anh tí nhớ. Vợ với mẹ đang nằm viện nên không biết có ai theo dõi không. Đéo ai thấy. Không nhớ em rồi. Nhớ mà. Đó, thì là các bạn vừa xem qua một đoạn phim ngắn là giữa chàng trai Nguyễn Trọng Hưng và một cô bồ rất là xấu. Và bây giờ chúng ta hãy cùng xem là bộ phim tiếp theo phần 2 là Lật Mặt. Nghĩa là khi đối với sống với vợ là đéo ra một cái gì, nhưng về nhà lật mặt trở lại là một người đàn ông, người chồng, người rất là tốt. Chúc vợ yêu ngủ ngon nhớ, thả hai tim nè. Và 10:04 là buổi sáng đấy. Và Hưng đã nói với vợ rằng nếu chồng không chào buổi sáng tới vợ yêu mỗi ngày, chồng luôn cảm thấy rất khó chịu, bởi chính vợ là mảnh ghép lớn nhất trong cuộc đời chồng. Chồng yêu vợ nhiều, love you, bé yêu, thả tim nè. Còn thêm một dấu chấm than. Thực sự rằng nếu mà không đọc cái đoạn, không biết đến Hưng cặp bồ qua với cô gái kia, thì thực sự rằng vợ Hưng là một người hạnh phúc nhất trên đời này luôn. Bởi vì tôi khẳng định luôn, bất kể một cô gái nào khi có người yêu, chỉ cần người yêu thôi, chưa cần nói đến chồng, mỗi buổi sáng nhắn tin cho lời chắn này, sướng chứ, hạnh phúc chứ. Tôi thật luôn, nếu là tôi mà người yêu tôi, vợ tôi mà sáng sớm nhắn tin như này cho tôi thề luôn, tôi còn đéo đi ăn sáng luôn, no con mẹ luôn, no về tinh thần là mình đủ no rồi. Ok, chúng ta xem đọc tiếp nhá. Chắc vợ mệt rồi nên ngủ đúng không? Yêu vợ nhiều. Vợ chưa ngủ chồng ạ, chồng buồn ngủ chưa? Và 11 giờ sáng hôm sau, Hưng lại nhắn tin cho vợ. Thì cùng phân tích đoạn này này, thì là sao lại là 9:42 sáng nhỉ? Khả năng đồng hồ sai à? Thôi kệ mẹ ở đây, không quan tâm đoạn này. Hưng lại nhắn tin cho vợ: chúc vợ yêu một buổi sáng tốt lành, thả tim. Chúc thiên thần nhỏ của chồng luôn hạnh phúc và vui vẻ nhớ. Hôn à, hôn tiếp này. Love you, hai tim. Và tiếp theo là: chúc vợ yêu ngủ thật ngon nhớ, thả. Hưng này luôn thả hai tim các bạn ạ, chứ đéo bao giờ thả một tim luôn. Luôn yêu và thương vợ, hôn vợ cái này. Chồng biết ngày mai rồi tương lai còn nhiều áp lực lắm, nhưng chồng nghĩ vợ chồng mình ở cảnh rồi, cùng vượt qua tất cả, coi đó là một kỷ niệm để chúng ta có cái sau này vượt qua rồi ngồi nghĩ lại còn cười vợ nhỉ. Lại thả hai tim. Chồng thương vợ nhớ, hôn. Goodbye, à good night baby, ba tim luôn. Đoạn này ga lăng từ hai tim lên ba tim luôn. Chồng muốn gặp vợ thôi, nhớ vợ. Trời ơi, em ấy bảo vợ, vợ thương nhớ. Chồng thấy hôm qua cả vợ cả bố mẹ lo cho chồng không? Chồng thấy chứ, đáng yêu mà. Chồng cảm nhận như chồng có hai gia đình. À nhầm, đoạn này là cảm nhận như chồng đang có gia đình thứ hai, chứ đéo phải là hai gia đình. Vợ lo cho chồng lắm ấy, đang ăn dở bánh chạy đi luôn, mẹ cũng thế, hớt ha hớt hải. Chồng thương vợ yêu của chồng nhớ, chồng thấy may mắn khi gặp vợ đúng lúc, còn tiền bạc xe cộ với chồng chẳng là cái đéo gì cả. Rồi cả bố mẹ vợ cũng hết ý luôn, coi chồng như con, thả tim luôn. Chúc vợ yêu ngủ ngon nhớ, lại hai tim. Chồng buồn ngủ đây vợ ạ. À, hôn cái đoạn này thì chắc lại sang với em xấu ghê rồi, lại đi M3 này. Đoạn này chắc chắn đâu, tôi quán tính đoạn này tôi cảm nhận rằng chắc chắn đi M3. Chồng đi ngủ đi. Vợ à, quen và yêu vợ, chồng thấy mình thay đổi nhiều thật. Mỗi sáng thức dậy, chồng như có thêm động lực để phấn đấu. Người đầu tiên chồng luôn nghĩ đến là vợ. Wow, đoạn này hôn 1, 2, 3, 4, 5 hôn. Chúc vợ buổi sáng tốt lành nha, Hưng hai tim. Love you, bé yêu của chồng. À, đoạn này Hưng làm thơ các bạn ạ. Ngoài là một người đạo diễn ra, Hưng còn kiêm cả nhà thơ. Buổi sáng vu vơ tập làm thơ, trong đầu óc còn ngẩn ngơ. Có vợ ngoan nào dậy sớm, cho tôi chút hứng thú đượm chờ. Ui, hay thế nhở. Để cứ ngồi đây mà nghĩ ngợi, để cứ ngồi đợi mùa chơi vơi, long lanh buổi sớm và thơ thẩn, theo cánh bướm vàng đến muôn nơi hai tim. Chào buổi sáng vợ yêu của chồng, lại hai hôn. Wow,
anh chủ ngọt ngào của em bé đây rồi. Tin tin. Đến đoạn này thì tôi phân tích tí là đến đoạn này là hội thoại của vợ Hưng, Hưng và vợ Hưng. Nghĩa đoạn này là cô vợ của Hưng là vẫn chưa hề biết Hưng là một người là lăng nhăng, ngoại tình, và nên là cô vợ của Hưng đang vẫn tràn trề trong niềm vui và hạnh phúc. Và thực sự là đến đoạn này tôi chỉ đặt vị trí của tôi thôi. Nếu tôi là vợ Hưng và Hưng là luôn nhất đoạn này, tôi muốn nói rằng nếu vợ tôi mà lừa dối tôi như này, thực sự tôi biết tôi rất là đau khổ. Bởi vì rằng là tôi đang sống trong một cái, mình kiểu như mình đang sống trong một cái gia đình, một người chồng yêu thương, hạnh phúc, tình cảm, lãng mạn, mà xong rồi cả kết thì rất là buồn. Tiếp nào. Bé yêu ăn đi nhớ, chồng thương, hay tim. À, vợ biết không, đoạn này là hình nền của Hưng và vợ Hưng các bạn nhé. Chồng luôn giữ hình nền này và không bao giờ thay đổi. Vợ biết tại sao không? Vì chồng yêu vợ từ ngày vì chồng yêu vợ từ ngày đầu gặp vợ. Ba chấm than. Dù mãi về sau như thế nào, chồng cũng không thay đổi vợ ạ. À, chồng phân tích bức ảnh này cho vợ nhé. Vợ cười rất tươi và hạnh phúc. Chồng ở sau vợ bao bọc và mỉm cười, nhẹ nhàng điềm tĩnh, xử lý tất cả những vấn đề cuộc sống này. Ba chấm than. Để vợ yêu an yên và hạnh phúc, liệu điều đó đã đủ cho vợ yêu chưa? Thả tim. Vợ yêu à, tin nhắn này vào lúc 3:31 giờ sáng. Thì nghĩa đoạn này là vừa, chắc là vừa ở bên M3 với cô bồ kia rồi. Chứ làm đéo gì 3 giờ sáng còn thức. 3 giờ sáng tầm này đéo ai thức đâu. Vợ yêu à, ba chấm than. Hôm nay là ngày kỷ niệm của chúng mình. Thời gian cứ trôi đi như chó chạy trâu bồng, nhưng tình yêu của chồng dành cho vợ vẫn luôn đong đầy. Tự nhiên cả đêm nhớ vợ, về từ ngày mới gặp rồi tán tỉnh, thức đến tận sáng để rồi nói chuyện với nhau như hai vị thần ấy vợ nhỉ. Thả hai tim. Cười không ngớt luôn ấy chứ, những tháng ngày bên nhau thật hạnh phúc. Đôi khi chồng nghĩ đúng là thật, đôi khi chồng nghĩ đúng là duyên trời. Tìm kiếm bao lâu rồi, cuối cùng cũng để gặp được người yêu phù hợp nhất với mình. Đoạn này là một đoạn hội thoại tiếng Anh. I just woke up and saw I ready on my mean high team. Thanh xin the giver me new day to love you. Good morning. Đã, câu good morning tôi đọc được này. Good morning my sweet. Câu này không đọc. Hope you have an amazing day. High team. Đoạn này tôi không hiểu tiếng Anh là gì. Hôm nào tôi đéo cần biết tiếng Anh như này. Tôi đọc bịa đi luôn như này nhá. Tôi nhìn thấy đoạn này là ai à, tôi tóm lại là kiểu như là không biết, thực ra mình không biết. À, có từ lớp yêu này. À, lớp yêu, lớp là yêu rồi. Lớp là yêu, nghĩa là kiểu nôm na gọi là chúc vợ yêu một ngày mới vui vẻ. Nôm na là thế đi. Giờ chồng yêu mới dậy đấy à? Em mới dậy rồi đó ạ. Ờ, đoạn này thì nghĩa là ở cái đoạn này thì là vợ của Hưng, và Hưng vẫn đang cục bầu, vẫn chưa bị sảy thai. Đoạn này vẫn chưa bị sảy thai. Thì thực sự rằng là cũng rất xin lỗi vợ của Hưng. Bởi vì là khi mình đọc cái đoạn này thì mình cảm thấy là rất là buồn cho bạn, thực sự. Bởi vì vợ của Hưng thực sự rằng là tại em lựa chọn chồng là đạo diễn. Và những người đạo diễn người ta có thể viết lên những câu chuyện rất là hay. Nhớ vợ quá vợ ơi. Hu hu, nhớ lắm luôn ý vợ à. Trời ơi, mới có mấy tiếng mà chồng yêu ơi. Mấy tiếng là quá dài rồi vợ yêu ạ. Chồng chuẩn bị về quê chưa? Hôm nay còn không gặp vợ cả ngày cơ này. Có nhớ vợ không chồng yêu? Nhớ vợ chứ, vợ yêu ơi. Thôi ok, thì là cái đoạn này. Thực sự rằng cho tôi xin phép bới lại đoạn này một tí nhá. Để xem lại là tôi đọc đoạn này. Thực sự phải đọc đoạn này. Chồng luôn giữ hình nền này và không bao giờ thay đổi. Vợ biết tại sao không? Vì chồng yêu vợ từ ngày đầu gặp vợ, dù mãi về sau như nào, chồng không hề thay đổi vợ ạ. Đi. Ông im mẹ con mồm đi. Im mẹ mồm đi. Im.
câm và nín đi, thực sự luôn. Chồng phân tích bức ảnh này cho vợ nhé. Thực sự tôi thề luôn ý. Những người con gái, những người vợ mà những người yêu ý, mà có người yêu để những hình nền này mà phân tích như này thì thực sự sướng rụng trứng luôn. Một, vợ cười rất tươi và hạnh phúc. Hai, chồng ở sau bao bọc và mỉm cười điềm tĩnh xử lý tất cả cuộc sống để cho vợ yên tâm hạnh phúc. Sướng chứ, hạnh phúc chứ. Nhưng mà hạnh phúc này thì nó là không bền lâu. Và tôi thật với các bạn luôn, có nhiều bạn lấy chồng thì chồng nó cọc cằn, nó gọi là các bạn cứ bảo là ôi mẹ tao lấy chồng tao, chồng tao đéo lãng mạn gì cả, đến ngày 8 tháng 3 đéo biết đường mua hoa tặng tao, bạn đéo có lời chúc nào, Valentine thì cũng thế, rồi lại là các ngày lễ nữa, 20 tháng 10. Nhưng thực sự là đàn ông, có rất nhiều những người đàn ông, nhưng mà thà rằng ví dụ như là những ngày đó hai vợ chồng người yêu rủ nhau đi ăn, ngồi ăn với nhau là vui rồi, thực sự đấy là vui rồi. Chứ giờ để mà gặp một người chồng như này, các bạn gái có chồng lãng mạn các bạn đã thấy vui chưa nhở? Ok, tôi xem đoạn nào nào. À, Hưng làm thơ, cái bài này rất là bình thường. Bịp bịp bịp. Mà nhưng mà thực sự là tôi thấy có một đoạn nó như này này. Tôi vẫn chưa hiểu này. Vợ à, quen và yêu vợ chồng thấy mình thay đổi nhiều thật. Mỗi sáng thức dậy, chồng như có thêm động lực để phấn đấu. Người đầu tiên chồng luôn nghĩ đến là vợ. Và tôi vẫn đang không hỏi rằng Hưng và vợ Hưng đã cưới nhau chưa. Tôi sau đoạn tin nhắn này tôi cảm nhận là chưa cưới thì phải. Bởi vì sao? Bởi vì có đoạn này nữa là đã cảm nhận như chồng đang có gia đình thứ hai. Thì đoạn này tôi cảm nhận là có thể là các bạn đọc rất là nhiều nhưng các bạn vẫn chưa chú ý đoạn này đâu. Đoạn này tôi nghĩ rằng Hưng và người yêu của Hưng hình như là chưa cưới nhau thì phải. Nghĩa là hai người là có thể là đã ở cùng nhau, ngủ cùng nhau và chuẩn bị có con, nhưng mà hình như chưa cưới nhau đâu. Đấy là tôi dự đoán này chứ tôi cũng không chắc chắn đâu. Ok, để tôi đang bới lại cái đoạn này. Ôi, người ta bảo đẹp đẽ phô ra xấu xa để lại ông nhìn ông tởm quá. Tôi thật, tôi 21 cm tôi còn đéo như vậy đâu, thật luôn. Và cũng nói thật luôn với anh em ý, thì là cái giọng của tôi thì tôi đang quay lại màn hình nên là nhiều khi nó hơi bị khó nghe. Thì nào nếu anh thì tôi cũng không thể là súp được lại cho anh em. Thì anh em nào mà muốn nghe nó dễ hơn thì anh em có thể là giúp tôi là mua ủng hộ tôi một con AirPods. Tôi có loại 800.000, một loại 1.3 triệu. Và con AirPods Pro tôi bán 2 triệu. Anh em đeo con AirPods vào thầy luôn, nghe giọng tôi rõ lắm. Ok. Thực sự là đến đoạn này tôi vẫn muốn phân tích lại vợ Hưng. Tôi thấy vợ Hưng đẹp mà. Mặc dù là cái ảnh này thì là vợ Hưng thì gọi là gì ta? Gọi là vợ Hưng cũng có thể sử dụng qua Photoshop và có thể sử dụng một cái app nào đó. Nhưng cái góc nhìn của mặt của vợ Hưng rất là đẹp mà. Đẹp tự nhiên luôn. Đẹp, rất là đẹp, rất là thanh tú luôn. Còn tôi thật vỗ chán lần thứ hai, đéo hiểu sao ông Hưng cái gu mặn thế. Mặn quá thật. Hay là tôi không biết là do bồ của Hưng không trang điểm hay như nào ấy. Nhưng thực ra đéo phải đâu. Nhìn cái mắt này tôi thấy nó cũng là đéo xinh rồi. Thật luôn tôi, mắt này tôi thấy đéo thấy xinh mà. Đéo hiểu luôn, cuộc sống mà. Nhiều khi anh em, tôi đéo tin vào cuộc sống đâu. Và những thể là nếu mà một bài báo nó đưa tin, người ta sẽ đưa cho cái hình ảnh này vào cho mục chuyện lạ đấy. Một chàng trai đạo diễn kiêm diễn vương, viên kiêm nhà thơ, có vợ rất xinh và đi cặp bồ cùng cô gái rất là xấu ở lên chuyện lạ Việt Nam. Và Nguyễn Trọng Hưng này thì tôi nói qua là có bạn có thể là tìm hiểu về chàng trai Nguyễn Trọng Hưng này. Còn thực sự là Nguyễn Trọng Hưng tôi không biết bạn này là ai đâu, thực sự tôi không biết. Thì tôi chỉ biết rằng là cái bạn Hưng này qua các trang bếp, các trang diễn đàn thôi. Còn các bạn mà muốn tìm hiểu trang về Nguyễn Trọng Hưng là ai, các bạn có thể tự lên Google các bạn nhé. Và một vấn đề chính tôi muốn nói rằng, các cụ nói rồi, không đẹp trai thì phải nhà giàu, không thông kinh sử thì phải dài một gang. Thì về Hưng này thì là tôi thấy khá là đẹp trai. Còn nhà giàu hay không thì tôi cũng không biết. Nhưng chắc là đạo diễn chắc là giàu cũng có tiền rồi. Nhưng mà thường vì sao tôi nói là không đẹp trai thì phải nhà giàu, không thông kinh sử phải dài một gang? Bởi vì như thế thì các bạn có cơ hội để lấy những có người yêu, có bồ, có vợ sinh. Còn tôi đéo hiểu sao ông Hưng là ông đi ngược mẹ những cái định luật của cái vật lý, ông đi ngược mẹ luôn.
Ok anh em nhé, anh em nào mà đang xem video này chúng tôi cho xin một like, một share và một tay AirPods ủng hộ phụ kiện thoại ngon bổ rẻ nhá. Like, share video phụ kiện ngon bổ rẻ anh em nhé. Xin chào anh em.